Một ngày đào tạo online thật tuyệt vời cho tem cho hệ thống công ty. Có nhiều bạn hỏi mình kinh doanh hệ thống online về sản phẩm bên chị có khó hay không, thì hãy cùng mình tìm hiểu. Thật ra để kinh doanh online cũng không khó hay cũng không dễ, thì các bạn chỉ cần hiểu và nắm rõ các quy trình. Bước đầu tiên, nếu các bạn là người mới bắt đầu, các bạn có thể tham gia các khóa đào tạo từ mình ha. Đầu tiên thì các bạn xác định sản phẩm mà các bạn muốn kinh doanh. Để trải nghiệm sản phẩm thì các bạn phải xem và trải nghiệm sản phẩm đó trước, xem coi sản phẩm đó có chất lượng và có được nhiều người quan tâm tin dùng hay không, thì lúc này các bạn có thể đưa ra quyết định và kinh doanh cùng mình ha. Thì còn về các quy trình thì bên mình sẽ hỗ trợ cho bạn quy trình hỗ trợ về quy trình sản phẩm nè, quy trình xây kênh, quy trình bán hàng và tư vấn chăm sóc khách hàng, làm sao ra hàng để có doanh thu và các nền tảng. Thì khi các bạn tham gia kinh doanh cùng mình á, các bạn sẽ được thỏa sức sáng tạo nè, thỏa mãn niềm đam mê và trải nghiệm về các dịch vụ ngành nghề làm đẹp. Không riêng về làm đẹp mà các bạn còn được thụ hưởng các chính sách của công ty mang lại nè, như thai sản, sổ tiết kiệm, các bạn còn học được các khóa học nè và các chuyến du lịch trong và ngoài nước. Ngoài kinh doanh online thì bên mình còn hỗ trợ đào tạo hệ thống giúp các bạn tăng doanh thu gấp 5 gấp 10 lần. Và khi kinh doanh cùng mình thì các bạn có cần bỏ vốn hay không? Thì thật ra nếu như các bạn có vốn mà chỉ cần không đến 3 triệu là các bạn có thể trở thành sĩ của bên mình. Còn các bạn nào mà không có điều kiện vốn không đồng thì các bạn nhờ chỉ cần là các bạn có tiềm năng và có sáng tạo thì các bạn có thể bán sao chép liên kết cùng mình nha. Và khi kinh doanh cùng mình thì các bạn không lo về vấn đề rủi ro nè, không ôm hàng, không chung vốn, bên mình hỗ trợ đổi trả sau 3 tháng. Đó, đây là những cái quy trình bán online cùng mình ha. Chúc các bạn thành công khi chọn lựa kinh doanh online cùng mình, cùng sản phẩm cho đi nha.